Đây, căn nhà 1 trệt 2 lầu mặt tiền đường đang kinh doanh buôn bán sầm uất tấp nập. Ngang 5, dài 36, tổng diện tích là 184 m. Mặt tiền đường ngay ngã ba ông xã, tổng diện tích là 184, thổ cư là 156 nhé. Nhà này được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu, hoàn công đầy đủ rồi. Nhà mặt tiền đường. Căn nhà này cách ngã ba ông xã khoảng chưa tới 1 km, gần với ngã tư 550. View kinh doanh buôn bán thuộc mặt tiền đường nhé. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Em sẽ dẫn vào xem. Đây, mặt tiền đường kinh doanh buôn bán tấp nập luôn nhé. Đây này, nhà ngay ngã ba ông xã nhé. Rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay em đang có mặt tại phường Tân Đông Hiệp thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, gần với con đường DT743, gần với ngã ba ông xã. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý vị có mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn. Hiện tại ở đây là ngay chợ nhé, ngay chợ ngã ba ông xã. Như căn mặt tiền này thì có diện tích là ngang 5, dài 36 m, tổng diện tích là 184 m, thổ cư là 156 m. Nhà này được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc kiên cố, nhà này có hoàn công đầy đủ luôn. Ngang 5 sâu 36 nhé, 1 trệt 2 lầu có hoàn công luôn. View sân để xe hơi này, chủ nhà buôn bán nhé. 1 trệt 2 lầu, chủ nhà xây chiều dài của căn nhà này dài tầm khoảng gần 30 m chiều dài. Nhà chính chủ xây ở, bây giờ bán chuyển về quê. Mặt tiền này được chủ nhà ốp đá hoa cương đính kim sa nhé. Cửa chính bằng gỗ căm xe rất là đẹp này. Ở đây mình có bậc tam cấp. Nhà chính chủ xây ở do nhu cầu công việc, bây giờ muốn nhường lại căn nhà tâm huyết cho quý anh chị nào đang có nhu cầu về nhà mặt tiền đường, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán. Nhà này quý vị có thể mua cho thuê được khoảng 25 đến 30 triệu trên một tháng nhé. Đây mới chỉ là view ngoài sân để bán hàng thôi. Bây giờ mời quý vị vào trong nhà, mình tham quan trong nhà nhé. Đây là phòng khách này, phòng khách trên đây nhé. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống quạt trần ở trên đây. Do nhu cầu công việc chủ nhà cần bán gấp, quý anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Nhà ngang 5 sâu 36, gần ngã ba ông xã, thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn này. Quý anh chị đang xem, nếu có nhu cầu mua nhà mặt tiền đường thì hãy liên hệ với em Sơn, đang có vài căn chủ đang gửi mình bán. Như căn nhà này thuộc mặt tiền đường rất là lớn, diện tích là gần 200 m², được đúc 1 trệt 2 lầu, nhà này có hoàn công đầy đủ rồi nhé. View bếp này, bếp rất là rộng, ngang 5 dài 36, phía sau chủ nhà có thể để trồng cây, nuôi gà đằng sau. Phía sau có view sân vườn nhé. Ở đây có phòng vệ sinh rộng rãi này, do chính chủ xây ở được khoảng vài năm, nhà có hoàn công đồng hoàng. Phía sau nhà mình này, phía sau trồng chủ già nuôi gà, nuôi chó phía sau.
quý vị đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh, mở chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem nhé. Không gian tầng trệt, bây giờ mình sẽ lên lầu trên tham quan các phòng ngủ trên. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, view bán hàng, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, có sân thượng trước sau, có phòng sinh hoạt chung. Lên tới lầu trên rồi, bên đây mình có phòng vệ ngủ và phòng vệ sinh này. Đây có phòng vệ sinh chung nhé. Và phòng này có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn này. Phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng nhé. Tủ áo, giường rộng rãi này. Phòng này rộng tầm khoảng 20 m², có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Phía sau mình có sân thượng sau, trên đây mình phơi đồ, trồng rau, thoải mái nhé. Phía sau mình có chỗ kê máy giặt phơi đồ này. Sân này rất là rộng nha. Đây mình trồng rau phía sau này. Sàn chủ nhà lót gạch bóng kiến giả đá rất là đẹp nhé. Ở đây mình có phòng sinh hoạt chung, ở đây đủ để thêm mà có thể làm phòng thờ ở đây được, để tủ áo nhé. Bên trên bên đây mình có phòng ngủ thứ hai trên đây này. Lên tới lầu trên, lên trên lầu thứ hai này mình có thêm vài phòng ngủ nữa nhé. Trên đây có 2 phòng ngủ, có thêm sân phơi phía sau, có sân thượng phía trước. Đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà. Đây là phòng ngủ thứ ba nhé. Đây, phía sau mình có cầu thang lên cùng. Mình có thể trồng cây cảnh. Ở đây có phòng tập thể dục này. Giờ em sẽ lên trên, quay trên cho quý vị mình xem nhé. Đây là không gian phía trên này. Nhà mình thuộc mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán nhé. Trên này đốt luôn này. Bây giờ em sẽ xuống quay, ở đây có chung cư này.